Bây giờ mình thử tải một cái file mà có virus trong đó nha. Sau khi tải xong, mình sẽ mở hàng SS Mass Security lên. Đây là một cái file crack ở bên nước ngoài. Nó có ghi the password is, là cái phần phần V phía sau cái dấu gạch chân. ADB chip này nè, là cái phần không phải là virus, nó bị chẩn đoán nhầm. Đây là phần mềm tải driver. Ở cái này giờ đi quý vị nè. Đây, cryptic. Cái loại cryptic này khá là nặng nè. Cryptic chắc biết được không? Ba db này trở lên nè, ba db không tính. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Các nghiên cứu cho thấy rằng tội phạm mạng dùng cryptic để cướp thông tin như thông tin email, clipboard data, username, password. Ngoài ra, cryptic có thể cướp các certificate, các chứng chỉ kỹ thuật số, URL. Tội phạm mạng còn có thể dùng cryptic để lưu ảnh chụp màn hình, lưu các phím đã gõ trên bàn phím nè, shutdown hoặc reset máy vi tính và chạy các file ASE trên đó. Keylogging thì biết rồi phải không? Có gì là bị thấy hết luôn.